Rạch Men Chai hả thầy? Chạy máu phải không? Hay mua cái ủng nha. Không, đôi ủng mình mang vô nó không có bị đạp. À, kính thưa cô chú anh chị, bây giờ hôm qua thầy cũng đã đi đặt cọc đất cát rồi đó, xi măng đá sắt rồi, bây giờ xe hiện tạm thầy giao ở đây, chắc sẽ mua một xe rồ hoặc mướn để mà đẩy cát đá xi măng vô lần lần vô trong á. Cái đường đi vào á thì nó cũng chỉ được xe hai bánh ha. Còn đây là nhà của ba mẹ thầy. Đây là nhà của ba mẹ thầy đây mọi người. Thì phía bên hông cái đường đó đó, ngay cái mít đó, đi là nơi cái cốc của thầy. Thì cái đường này cũng nói chung là xe bốn bánh không được, bắt buộc phải bỏ tạm ở nhà ba mẹ thầy đây. Ấy nha. Rồi nhớ nha, hứa nha, mỗi con về trảnh con xin trái. Dạ. Dạ, bữa nào con về hả? Dạ. Bữa nào về con xin vài trái quá trời. Bữa nào trái này con đáng trái mày ơi. Dạ dạ. Mày xin lần cực mày mang tím mày. Dạ. Dạ. Trời, cái dây của thầy để Phật mà. Thầy ơi, thầy là Phật mà. Ngày 300 mà nội rượu quá muốn thì chết. Mà vậy nó kêu xe ba bánh, kêu quả thằng Thảo chỗ tốt nên mình xe vô tới chỗ. Bây là sao anh, là cũng như mình mướn xe ba bánh đó hả anh hả? Là vô tới đường này ba bánh vô được, tới chỗ. Dạ. Vậy mình liên hệ ba bánh anh ha. Chứ xe này đi vô là đâu có được. Năm có đá này, 5 chiếu giỏi, cả 600 ngàn giờ rồi. Năm có đá này, anh mướn đụng 2 thằng đẩy ngày rồi không? Đúng rồi, đúng rồi. 600. Đúng rồi. Có lý. Bà có xe mà gác không? Xe gì cũng có. Không phải không? Tải giờ chỉ được, mà cái cua đáy rồi à. Có cá mà không có à? Thì động mà bạc cũng có luôn. Không có bạc đó nè. Có quả người gác mà chưa có à. Không có quả. Chạy rồi là mấy trăm ngàn thôi phải không? Bạc gác có giỏi tiền xe 100 mấy, 100 ngàn, 100 2 thì hỏi đá coi. Dạ. Là vô tới chỗ đổ chanh luôn. Anh mướn. Chứ mình đi xe này mình phải mướn nữa đúng không? Đúng rồi. Hợp lý. Tại vì dạ. Khi ông đang mua này, ông không có nói à. Tại anh biết không, không có biết á. Rồi có một mình thầy rồi, cho nên ví dụ như anh tư vấn vậy thì em biết. Dạ, hợp lý. Bây giờ anh nè, tôi nói như đây, giờ anh muốn 1 triệu cũng chưa ai cũng đẩy. À dạ. 3 thằng 7 ngàn cũng xúc quần xúc vô rồi đẩy xe rùa. Dạ, tốn tiền nhiều anh ha. Mướn xe. Anh ra anh nói, giờ tôi có đường tôi chuyển vô, món đi ba bánh. Ví dụ đá như 50 ngàn khối, ăn từ xe như 100 ngàn, 200 mấy. Dạ. Là vô tới chỗ canh bên xuống canh thôi, là khỏi muốn cầm cái nữa. Dạ, hợp lý. Dạ.
bao tay thầy ơi. Trời ơi, cái lột cho tay luôn rồi kìa. Rồi cái giò thầy chắc mai con mua đây ủng quá, rồi bao tay nữa chứ không phải lột bao tay hết ráo rồi kìa. À, thầy á hả? Hả? Một mình luôn. Ba là không à? Ba là sao của thầy? Tôi gì á? Gì ruột hả? Dạ. Mẹ nó em kêu. Dạ. Bà thương thầy không? Thương chứ không thương. Dạ. Trời ơi. Nó bỏ ở đây vậy nè, ở khổ á, bỏ đi. Nó kêu. Nay ông bà rất đại dần cái nó được thì làm ra cho ấm cúng mấy ông thập. Dạ, bà vui không? Vui. Dạ. Nữa, ở không vui. Cỡ, bà năm nay nhiêu tuổi đó bà? Được bao nhiêu rồi? 80 à? 80 rồi hả bà? Dạ là bà là gì thứ mấy của thầy? Thứ ba. Dạ. Dạ. À, con chúc bà nhiều sức khỏe nha bà. Dạ. 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 À, dạ. Bà là gì ruột của thầy đó mọi người. Cũng bà không có chồng. À, bà cũng không có con, không có chồng hết. À, bà ở mình vậy. À, bà rất là thương thầy thì nghe. Dạ, nghe thầy về bà mừng bà khóc luôn á. Dạ. Dạ. Sao vậy bà? Sao bà lại đòi chết? Sao vậy? Không sống với con cháu mà sao bà lại đòi chết? Tôi không thấy đường thấy xá gì, đi đâu mà hơi thấy cháu bực mình mà con cháu cũng không thấy gì hết trơn á. Vì chứ lại nãy nó ví dụ cứ vào nhà tiền đất thì chủ nhân tôi cũng không biết ai. Dạ. Bởi vậy sống làm gì ngăn khổ. Dạ thôi bà thì bây giờ không ơi bà ra bà ở chùa ở ngoài với thầy. Hả? À. Nhà nó có nhà nó ở ngoài chùa hả? Dạ. Có mẹ nó, có em nó. Dạ. Thì nữa bà ra ngoài đó bà ở. Rồi. Em chết đi. Rồi ai nấu cơm bà ăn? Tôi không thấy được, tôi cũng nấu cái ai nữa. Là tự bà nấu luôn á hả? Có bữa trong, có bữa khác, có bữa khỏi không? Có bữa là ăn khác đúng. Dạ. Vì không thấy, không biết ra, không thấy rồi mờ mờ có hồn con cái luôn á. Dạ. Bèo. Thì cũng ráng chịu, cái giờ mình sống có mình thì ráng chịu cái... Dạ. Than cái ai. Dạ. Dạ. Tiền đó bà cất tiền con cho bà cất bà mua đồ ăn nha. Ừ. Dạ mua đồ mua thuốc thang ha, mua sữa đồ uống nha bà. Nha. Dạ. Dạ.